Kết chấp bị mùi rỉa môn đại chọn xây, có bạn đã bằng hành bị ROG Zephyrus Duo 15 rồi mà hỏi. Đại viết cứ chưa computer dùa đầy ở trong plua, nơi khăn ông châm nào lòng đạp công pool, nơi trở cô gaming laptop rồi bỏ ASUS mùi nì. Chẳng, xong ra video này, trong lần thua ca bằng hành bị computer dùa đầy mùi tiết đã thật nơi khăn ông trở cô đó đá, miễn cầm lăng mà xin khăn, ta thật nơi khăn ông tùm rung tùa khuôn tổ chiêng bình mà đòn. Vì miễn ca tốt tay nơi style plung LED nơi trong bì mốc, bầu rùm tàng ru riêng đó tội lùm mồm dàng tẹ tiên. Khi nhóm cửa sổ bằng hai bản tạch thà, một đá mùi ní, vì miễn bằng bẹt đôi chìa CPU AMD Ryzen 9, có đôi chìa graphic card DAC RTX 1080 bì Nvidia thành thiệt phong. Xong xa công nhạc tặng ạc nha một căn video review bì computer dù đây, ASUS ROG Zephyrus G14, một đá GA 401 bì Cambo Report. Đôi đề nẹ thằng ọc nha bàn khởi sạp, ní kì chì computer dù đài gaming đã miễn ca design bài tùm nợp, chú mũi năng ca lòng mò đòi plương LED tối, mơ tới miễn phiếp lệch lô nâng ai tệ tiên chùm nạp bà rõm bì mà nô nơi chung vinh khuôn đò bỏ vi bàn tràn. Nơi bê đài bàn chạp căn plìm, dơ nâng ai đăng thà, viếp bất chì miễn riêng sạng kron ba, chú mũi năng cầm rác trâm tại 2 cm, nâng miễn tùm ngôn mùi chọc 5 kg bà nọ. Viết có trái bán sạp đòi xa ra thiệt aluminium alloy nơi lơ tu khuôn tiền bù tài mà đơn đã chui cắt bằng thói xin em riêng bài bàn dạng miền bảo sơ tập hiệp hai có một nghìn hình chạp bảo lạc phòng đài. Còn tại bà đây mà kháng có dưỡng hạch bạc viên bàn hơi đã dưỡng những khinh bạc kháng cao ông lực lãng nằm bây ở trọn cho trên châu lõ có đôi chi nghi nơi khôn ông ca bà khá đà chọc. Trong buổi trầm rơi bỏ xô đại khi nhóm từ tù bán ní, có nơi miễn phương lùm ổ đọc sát sát nơi lời cùng rộp được bỏ viên. Hãy dẫn các ai cho tới cầm nọt bằng chìa phương LED ní bán, tạm dạy cảm ơn thì à mòi rì gret. Một khó khó khăn trầm nôn bảm buôn, trái ba rôn trăm ở dưỡng cầm nọt bà sạp, chắc bị một xa mạnh thò mà đá đón một rồi bỏ DJ là bày lùm bán, Alan Walker. Hãy các ai nhạc này nhạc ở dưỡng đã xô bị kháng cao ní bán. Bọn thay vì này, nếu bây đẹp ra mô tiếng ổ đà miền sạp trái thái, biết có ai ở dương cài đầm rơi được có bằng cách một thamay từ tạm phiếp trên này bảo đất rồi bỏ dương bàn thay tiết. Cứ còn tại đạo rục phiếp rưu gif cho chị đàm, nằm bây ở viết cành tại lịch lô nâng miền phiếp tạ tiền. Đói like, ở quay đại khi nhóm cành tại bên chất, cứ dương còn nơi tạm miền chìm rửa đại chìa bảo phê system mode nâng audio mode của bạn. Khả nạc bây đà bảo system mode, xâm rắp đạo bằng ánh màu được có cả bà đi chạy. Rear Audio Mode xâm rắp đã bằng hành bì cầm rật rồi lột xâm lên nơi bê đầy dương cầm bông chạc đòn trầy. Miễn ấy, mơ tới bộ viên mình phiếp tẹt tiếng plight, ách bằng ca đòi bấy mùi bằng hành bì ở tạ sinh nhàn đòi bỏ dương to nâng tam châm nón châm nổi chất. Họ viết có chia ca design mùi đỏ lò mà dàng đài. ROG Zephyrus G14 miễn pra pra CPU Ryzen 9 đã miễn lấy code 4900HS miễn phụ tốc 8 core nâng đọc 8 thread bì AMD. Dương có tổ tù bàn graphic card RTX 1060, bộ phép MacQ cho mùi nâng VRAM tổng hôm 6GB, đại cục cron xâm rạp càng nghe render video, nâng dốc tổ đột game chỉ tràn nâng lời còn appear Full HD bàn giang rồi luôn. Lời bình ní, ASUS có bàn bộng phép nơi RAM tổng hôm 16GB, bộ phép DDR4 mục sạp, nâng miễn tổng hôm tốt ASD âm thu đo từ 1TB phòng đài. Xâm rạp cầm lăng mà xin tiền ổn ní, cứ sát nơi khăn ông tùm ruộng đọc 4 inch bằng nó. Đại biết cứ chi ai còn bộ phép IPS miền kèm clay, chứ mũi nâng cầm rật bằng hành bàn đo từ 2K Plus 1440p. Đối chứ nè, riêng rõ phía đại dương tu sản ác xài phép dương, rứt xong bây tại video nơi khăn ông YouTube, có ách bằng hành bàn nơi côn ập hiệp của phụ ní đài, vừa ở mơ tới căn tại đợt trò chạp nèch. Các miễn cầm rật sRGB chung đuôn 100% thua ai viết bằng hành tật bò bàn trầm trời lò xâm rắp dốc tờ kẹp tây rút rồi có sở rễ bò video chi đam. Hai chung mùi nâng kẹp ra tu tư lưu ảy cọng cầm rật 2K Plus là bươn học sập hợp ní vì ai trô trông bàn đo tờ 4 tờ pra mong đài bình châu tèn ca chạy internet rì chạm mơ rương chọc khả niên ưu anh. Tàng ní cư chi là khả nạ xâm bạc đo lò mùi chung nuôn đại kháng ASUS bàn bằng biện nơi lưu công chủ tờ dô đài mùi ní. Rồi à quay đại bộ kê xâm ra chất đỏ chanh vì viên nước, cứ sát nơi trong camera webcam ở nội quên, đối chiếu một đá duo đọc rạm đài, rộng tên bình bản thêm ai bị kháng kháng nụ lời. Chốt một đọc này cả đá chất vinh mà đón, cọp chất nì mùi đọc bỏ viên miên tầm hồn thông chạp bị khí, thua dưỡng chạp chăm tì tăng đá đáy, mình bị bạc nơi khăn ông ca vì tùa xó lời, nên miên chốt một chiếc mùi nâng phần lương kháng cả đá chất đục bạc bà nơi bê ngừng ngất tiệt phong. Hai touchpad có miền tổng hồn thông là mồm đá, chú mũi nâng mực nghe gesture bình lệnh, xâm rắp ốc bằng chìa pra cam vị thi nì.
បើក្រឡេកមើលនៅខាងលើនេះវិញយើងមានប៊ូតុង Shortcut សម្រាប់ដំឡើងឬក៏បន្ថយសំឡេងក៏ដូចជាប៊ូតុងបិទ Microphone និងប៊ូតុងចុចបើកកម្មវិធី Amori Create ប្រចាំ ROG ផ្ទាល់តែម្ដងចំណែកឯប៊ូតុងបើកម៉ាស៊ីនវិញនេះក៏ដើរតួជាកន្លែង Scan ស្នាមរៀមដៃសម្រាប់ឲ្យដោះសារផងដែរដែលគ្រាន់តែចុចបើកពីដំបូងនោះវានឹងធ្វើការ Scan ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៊ូតចូលទៅ Windows តែម្ដងធ្វើបែបនេះអាចជួយសន្សំពេលព្រោះយើងមិនចាំបាច់ស្កេនម្ដងទៀតនៅលើផ្ទាំង lock screen ក៏ដូចជាមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវាលេខកូដចូលឡើយទៅលើរន្ធដំណប់ភ្ជាប់របស់កុំព្យូទ័រមួយនេះផ្នែកខាងស្ដាំវាផ្ដល់ជូននៅរន្ធ USB 3.2 ចំនួន2និងរន្ធ Type C 1រីឯផ្នែកខាងឆ្វេងវិញមានរន្ធបញ្ចូលថ្មរន្ធ HDMI រន្ធ Type C ជាប្រភេទ Display Port 1.4ហើយក៏មានបច្ចេកវិទ្យា PD 3.0 សម្រាប់បញ្ចូលថ្មបានដល់ទៅកម្រិត 65 W ខុសពី Type C ដែលនៅខាងស្ដាំនេះនឹងចុងក្រោយគេគឺជារន្ធដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រដោយឡែកទីតាំង speaker របស់វាស្ថិតនៅសងខាងបាតខាងក្រោមនិងនៅសងខាងរន្ធខាងលើនេះវាមានសំឡេងឮខ្លាំងមិនបែករ៉ែបន្លឺបានពីរោះល្អជាមួយនឹងកម្រិតបាសធ្ងន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបញ្ជាលេងហ្គេមនៅលើនេះដូចជាហ្គេម Horizon Zero Dawn នៅក្នុងកម្រិត 1080 លើ Graphic High វាអាចអស់បានខ្ទង់60 frame នៅលើទីតាំងជាច្រើនឬក៏អស់បានជាង50 frame សម្រាប់ Graphic Ultimate ខ្ពស់ជាងគេតែម្ដងហ្គេម The Witcher 3នៅលើ Graphic Ultra កម្រិត 1080 វិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាវាទទួលបាន frame rate ស្ថិតនៅក្បែរៗខ្ទង់60ឡដែរនឹងហ្គេមចៅលួយឡាន GTA 5ស្ថិតនៅខ្ទង់80 frame ឡើងទៅជាមួយនឹង graphic very high កម្រិត 1080p ដូចគ្នាចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមបែបបាញ់ប្រហារដូចជាហ្គេម Valorant ដែលកំពុងពេញនិយមនោះវានឹងអាចអស់បានដល់ទៅ100 frame ជាងជាមួយនឹង graphic ខ្ពស់បំផុតហើយនៅក្នុងកម្រិត 2K ថែមទៀតផងអញ្ចឹងបើសរុបឡើងវិញជារួមក្រៅពីបាននៅជាមួយវាអស់មួយរយៈមកខ្ញុំនៅតែស្ទើរមិនជឿថា ASUS អាចដាក់បញ្ចូល Ryzen 9និង RTX 2060ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រយួរដៃទំហំ14អ៊ីងមួយនេះបានខណ្ឌតែរក្សាកម្រាស់ឲ្យស្ដៅល្មមរៀងមាំអាចឲ្យយកតាមខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលឡើយទោះជាស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល Gaming តែរាងខាងក្រៅរបស់វាមើលទៅមិនអំណាចពេកហើយក៏អាចចូលចុះគេលើគ្រប់ស្ថានភាពបានទៅលើក្របភ្លើង LED នេះវិញវានឹងលាតត្រដាងជាងគេនៅពេលដែលងាកមកឃើញដំបូងហើយកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតនៅពេលដែលបានដឹងពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏នៅតែចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរត់ខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលអស់ហ្គេមធំៗជាមួយនឹង graphic ខ្ពស់វាក៏រៀងឡើងកម្ដៅគួរសមដែរនៅត្រង់បរិវេណខាងលើក្តារចុចនេះហើយបើអ្នកត្រូវការវីដេអូខលជាប្រចាំអញ្ចឹងកុំភ្លេចរកទិញកាមេរ៉ា webcam មួយទុកផងចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់ខ្លាយជាម្ចាស់របស់វានោះអាចស្វែងរកបាននៅតាមហាងលក់កុំព្យូទ័រនានាដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS ផ្ទាល់តែម្ដងដោយវាមានតម្លៃខ្លួនខ្ទង់680,000 រៀលឬ $1,699អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តទៀត